Tổng tiền mình đã rút của cái ứng dụng này là 1.386 đô anh em. Thì tính nôm na 1.386 đô này nó cũng gần 32 triệu đó. Xin chào anh em, thì trước khi vào video mình lại làm công việc random video để tặng thẻ cào hay là tiền mặt ha. Thì lưu ý khi anh em tham gia nhớ like video nha, để lại một like và comment dưới video số điện thoại của bạn cộng tiền bạn muốn nhất, thì ở video sau mình sẽ random tiếp. Chúng ta có 116 comment, mình sẽ chọn ra một người may mắn à. YID Gaming, số điện thoại là 442 đuôi, nhận Momo, like đẹp ha, like thứ 100 luôn. Do bạn này chưa liên kết ngân hàng á, hay là thêm cái thông tin vô á, nên chưa nhận được tiền ở Momo nha, mình sẽ chọn một bạn khác. Rồi, bạn này cũng nhận Momo luôn, số điện thoại là 116 đuôi. Hiện tại thì ứng dụng Clip Club đã update một phiên bản mới nhất. Nếu ai chưa chơi thì anh em có thể là tải ứng dụng này về và chơi. Còn ai mà đang chơi rồi á thì chúng ta hãy update một phiên bản mới nhất nhé. Nếu ai chưa chơi ứng dụng này thì mình sẽ giới thiệu lại. Đây là một ứng dụng xem video này, chơi game này hoặc là mời bạn bè đó. Anh em có thể là kiếm được tiền. Tiền ở đây là tiền thật luôn nha anh em. Và mình đã rút về rồi thì mình mới review cho anh em. Anh em có thể xem cái lịch sử của mình. Ngày hôm qua 22 tháng 4 này mình có rút 2, 4, 5, 50 đô thì nó cũng đã về rồi ha. Tiền nào mà về thì nó sẽ hiển thị màu xanh như thế này. Lát nữa mình sẽ show cái lịch sử tiền về cho anh em xem. Đây là cái lịch sử mà mình rút ở trong ứng dụng ha. Rất là nhiều lần. Đây, xanh lét. Tổng tiền mình đã rút của cái ứng dụng này là 1.386 đô anh em. Thì tính nôm na 1.386 đô này nó cũng gần 32 triệu đó. Khi mà anh em xem video hay là anh em giới thiệu bạn bè thì anh em sẽ nhận được các cái rương đúng không? Những cái rương này anh em mở ra sẽ nhận được các cái tít kịp. Đó, dùng tít kịp để chúng ta chơi các trò phía dưới này. Ví dụ như trò này đi, thì mình cào. Rồi mình sẽ cào nè. Có trò cao nhất anh em sẽ nhận được 10 đô, cũng có trò cao nhất anh em chỉ nhận được 1 đô thôi. Nó có ghi phía ngoài ha, đây trò này thì cao nhất được 10 đô này, 10 đô này. Nhưng quan trọng là 10 đô gì nhá? Cái này là 10 đô Amazon này. Còn cái này là 10 đô PayPal. Đó, nó khác nhau. Còn cái này là nhận được coin. Coin thì chúng ta cũng có thể là convert ra được đô ha. Khi mà chúng ta có coin, anh em có thể là bấm vào chữ mò chúng ta xem chi tiết hơn nè. Coin á, anh em cũng có thể dùng để đầu tư. Có nghĩa là anh em bỏ một ra đúng không? Thì anh em lấy lại hai. Đó, người ta gọi là đầu tư. Bấm vào chữ buy more. Ở đây này. Ở đây thì mình đã đầu tư hết rồi ha. Ví dụ anh em đầu tư một cái gói này, ví dụ anh em bỏ ra 2.000 coin sẽ nhận lại được là 4.200 coin. Đó có nghĩa là mình đầu tư sau đó thì nó trả cái lợi nhuận về cho mình. Bỏ ra 3.000 coin nhận được 9.000 coin, nhưng mà cái thời gian khá là lâu ha. Cũng có cái anh em đầu tư trong vòng một ngày thôi, có nghĩa là mình bỏ ra 500 này thì ngày mai mình nhận được 550. Còn bên phần đô này đó thì chúng ta có thể là khi mà anh em đủ đô anh em có thể bấm vào đây rút về giống như mình. Đây cái lịch sử của mình đây. Rồi quay lại bên ngoài. Rồi quay lại cái phần này, khi mà chúng ta có nhiều coin rồi đúng không? Anh em bấm vào chữ là cut exchange. Ở đây bạn có thể đổi cái số coin của bạn thành cái số đô được nha. Đó. Rồi thì về phần mi. Ở đây phiên bản mới nó có thêm một cái nữa, đó là notification, thông báo ha. Ở đây thì hàng ngày anh em sẽ nhận được một cái rương miễn phí. Đây, Diamond Chest Available. Anh em có thể xem bên ngoài của mình này. Mình đã có 2.283 chest đúng không? Mình sẽ vô đây mình nhận thêm notification. Đó. Rồi, anh em thấy cái chữ claim màu vàng không? Anh em nhấn vô. Chúng ta sẽ nhận được một rương. Click to claim. Rồi, mình đã nhận rồi ha. Chúng ta quay lại. Ra ngoài nó lên 2284. Thì phiên bản mới nó update, nó cho phép anh em nhận miễn phí ha. Còn ở trong cái phần club tem, có nghĩa là khi mà bạn đi giới thiệu bạn bè á, người ta tạo tài khoản này, người ta chơi được một tuần gì đó, thì bạn sẽ nhận được các cái rương. Cũng y chang cái phần rương phía ngoài đó thôi. Anh em bấm vào chữ là pack claim để chúng ta nhận hết cái phần rương này. Còn nếu như anh em bấm vào chữ claim ở ngoài á, thì chỉ nhận được một cái thôi. Còn back claim nó nhận tối đa là 20 cái một lần ha. Đó giống như mình đang làm như thế này. Bây giờ muốn kiếm được thêm những cái rương phi như thế này á, thì anh em sẽ vào đây. Bấm vô. Đó, ở đây chúng ta bấm vào chữ more. Sao chép vào khay và chúng ta đã có một cái đường link để đi tuyển rep. Đó. Vậy thì cái đường link đi tuyển rep này á, người ta tải về theo link á, nó sẽ không tính là rep nhá. Đây mình sẽ dán ra nè, dán ra nha. Đó, người ta nhấn vào cái đường link này, nó sẽ hiển thị ra một cái trang như thế này. Nếu như sử dụng hệ điều hành Android thì người ta sẽ nhấn vào là Get it on Google Play để tải ứng dụng về. Sau khi tải về họ phải nhập cái mã code này thì họ
cái người nhập nhá, họ sẽ nhận được là một đô. Đó, ví dụ anh em nhập cho mình thì anh em sẽ nhận được là một đô, còn mình sẽ nhận được một cái rương. Thế thôi, cái rương mở ra chưa chắc gì đã nhận được một đô đâu. Còn cái người nhập mã sẽ nhận được một đô nhá. Lưu ý là khi mà bạn mới tạo tài khoản ấy thì bạn phải nhập luôn. Nghe lại anh em mới chơi nhá, thì anh em phải vào là cái phần redeem này. Đó, anh em nhập cái mã của mình vô đây. Ở đây thì anh em nhập cái mã code của mình thì sẽ nhận được là một đô nếu như bạn mới tạo tài khoản. Còn bạn mà tạo lâu rồi ấy, bạn chưa nhập cái mã của ai á, bạn nhập á, nó sẽ báo là không được. Còn cái đây tự mình nhập cho mình thì chắc chắn là không được rồi. Sau khi có rương rồi chúng ta mở sẽ nhận được các cái ticket và bắt đầu chơi game kiếm tiền vậy thôi. Còn nếu anh em quan tâm đến cái mục chơi game á thì ở phiên bản mới á, nó không nằm ở phía ngoài nữa mà nó nằm bên phần mi. Anh em về phần mi này đó, ở đây chúng ta sẽ có cái game center, trung tâm game ha. Thì anh em vô đây có thể chơi trò nuôi cá giống như mình hoặc là các trò khác ha. Thì mỗi trò nó đều khác nhau một chút thôi, nhưng mà anh em vẫn sẽ dùng coin của bạn để chơi, hay là chơi miễn phí để kiếm coin. Sau đó thì anh em dùng coin để rút ra tiền ha. Về video hướng dẫn cái trò nuôi cá này mình cũng đã làm khá chi tiết rồi, nếu cần anh em có thể xem lại. Ở đây thì chúng ta chỉ cần cho cá ăn này. Trong cái trường hợp mà bạn chơi cả ngày luôn á thì nếu như nó bị limit á, limit không cho ăn á, thì qua ngày hôm sau nó sẽ reset lại nha. Rồi, khi chúng ta cho ăn nó sẽ hiển thị ra coin kim cương nữa, à đâu, ngọc trai đó. Thì ngọc trai này dùng để nâng cấp nha. Lưu ý là chúng ta sẽ có một con cá vàng này. Ở đây con cá vàng này chúng ta có thể bán được ra đô nha anh em. Đây là cái lịch sử tiền về PayPal của mình ha. Mình cứ rút 10 đô cho nó về nhanh. Hôm qua mình rút vào buổi trưa thì tầm vài tiếng sau nó đã về rồi. Bây giờ xử lý nhanh lắm anh em. Đây 10 đô liên tục. 22 tháng 4 này anh em.